Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉnh sửa một cây hải châu các bạn. Cái này rồi mình có chỉnh lần rồi. Nhưng mà bây giờ nó ra quá trời luôn. Tùm quá. Thì mình chỉnh lại lần nữa các bạn. Đó, đây, cây này đây. Nặng lắm bạn, hai người khiêng cống rống á, không phải vừa đâu. Đó. Gốc đế bên này nè, đây là mình lấy mặt chính vô nè các bạn. Ok. Dọn sơ này các bạn lên đó, giờ mình dọn các bạn nè, những cái dư ra mình cắt bỏ. Cái phơm tàn cây này thì mình chỉnh lại thì nó cũng được các bạn, nó đẹp đó, nhưng mà mình bỏ hoang nó quá thì nó sẽ ra rất nhiều nhánh rồi gai đủ thứ các bạn, rồi nó rập quá đi. Bây giờ mình cắt mình chỉnh lại đó, rập mình cắt chỉnh lại, thấy không? Kiểm mà các bạn phải cắt chỉnh sửa tối ngày vậy đó mới ra cây kiểm. Còn mà để mà nó thành đám rừng á thì không ra các bạn. Cái cây này lát mình cắt lát chắc trụ lũi quá đó. Để mình đặt cái máy, mình cắt sơ sơ rồi đặt cái máy các bạn. Đó. Wow. Đấy. Cái phơm tàn cây này rất là đẹp. Cây này cái bụi rừng chính thân các bạn, bụi rừng chính thân lép rong tàn hết đi. Rồi các bạn cho các bạn thấy cái chân cốt, chân cành ở trong. Đó, giờ thì nó nhiều quá đi mình không thấy nổi. Chân cành nó ăn hạ trong đó. Nè. Đang đặt cái máy cái mình. Cứng luôn, không thể nhìn thấy trên cạnh trong luôn, nó mình cho vậy.
thâu qua lợi các bạn, thâu qua lợi cho nó gọn bớt. Quá nhiều chân cành đi vậy, các bạn thấy nó rối nụ luôn, thấy không? Nó thấy nó rối nụ, nó bít chẹt luôn à, đâu thấy gì đâu. Mình không chơi trái thì mình chơi cái phong cảnh cũng được. Mình lấy đồ mình xịt cái quạt nè, còn trắng trắng nè. Không có trời cứng nằm trong hát trong hẻm này, đưa ra ngoài phóng ra cái đập bít luôn cái ngọn đó các bạn. Bấm lại các bạn, nó phân tàn mình để đó, mình để nó quá lớn các bạn, phân tàn lớn quá. Rông cho các bạn thấy cái chân cành ở trong, chứ về là không thấy rồi đó, rông về mới thấy nè. Nó vẽ làm sao mà cái này nó bị quấn lại. Đây là cái mặt sau của cây các bạn, cây mình chọn hai mặt, mặt trước và mặt sau. Mình cắt xuống đống nè các bạn, đống tàn nè, xả tàn hết đó, thì cây giờ nó là vậy. Đây
cây nó vậy các bạn, đây cái mặt sau đó, gọi cho các bạn xem. Mình chỉnh tàn, mình phá tàn này kia nọ hết là bây giờ cuối cùng nó là vậy các bạn. Đó, thấy không? Chứ giờ để cái tàn đó là họ lúc đầu các bạn các bạn thấy nó kín mít không? Nhìn kỳ lắm, nhìn không trái cây, nhìn làm như cây rơm. Giờ mình gọt dày. Ở cây này mình ngán cái chỗ các bạn. Nè, cái gốc nè. Lắp rồi mình quay nè, cái mặt này, cái mặt đây. Đây cái mặt trước đó nè các bạn. Đó. Thấy không? Đó, mặt kim nó đây. Cái này nó còn hơi nó nhô ra. Để vô cái máy mới thấy các bạn. Đó. Để chỉnh thân các bạn. Chỉnh thân. Có thân này bò đẹp nè. Đó. Tổng thể cây này các bạn. Một đống luôn. Một đống tàn luôn. Chưa tha keo các bạn. Đây. Nó thấy mình bẻ tan không? Đó. Quay trên xuống các bạn xem. Trên này các bạn. Trên xuống nè. Đó. Đó, thấy trên cành thấy chưa? Rong rong vậy nó nhìn nó ló trên cành nó mới đẹp các bạn. Nhiều cây á, ở nó đi đi triển lãm bạn cắt không còn cái lá, còn cái trên cành không à. Nhưng mình thì cắt cũng chừa lá lại chứ không có để mất lá rồi mất này kia nọ, không có làm gì được. Làm vậy cây nó yếu các bạn, cây hải châu là nó yếu á. Nó cái tàn, cái xương tàn đó nè các bạn. Đó, xương tàn ở đây, mình thấy xương tàn đó chưa. Mình sửa cây này hột là cây phôi nha các bạn. Cây này hột cây phôi nha, mua nguyên cái rừng cây phôi nha. Đó, chính thân. Thấy không? Đó, mình sửa từ luôn vô luôn. Cắt chỉnh phá đủ thứ trò các bạn. Cái hải châu nó là vậy đó. Bạn làm mà không tới á, nhìn nó kỳ lắm. Mà các bạn làm tới á, thì các bạn cũng phải làm giai đoạn rất là lâu. Đó, như bên đây nè. Thấy không? Đó. Một bệ đế luôn các bạn. Đó. Kiểu của mình nha các bạn, mình nói thật nha, cái này đó mình uống mình làm sao nó mạnh, cái nó tách ra mình cột lại giờ nó dính luôn các bạn. Đó, nó gãy nhánh đó mình cột lại dính luôn nè, ngay chỗ dấu nè. Đó, nay cũng năm rồi mình chưa gỡ ra, lát mình gỡ ra cũng được, không gỡ cũng được, nhầm gì. Đó, nó là vậy các bạn. Đây. Không, cái phơm tàn mà các bạn làm cái phơm tàn vậy thì rất là lâu. Tổng thể cái phơm tàn đây. Đây mặt sau nha các bạn. Mặt sau. Cái này cái vô trụ đó, mặt sau nó nè. Cái kiển nó không có gì sợ các bạn. Nhiều bạn điện tôi nói cây châu vợ rẻ không có gì sợ các bạn. Các bạn cây kiển các bạn nuôi và đúng tàn đúng bài á, càng lâu cái chân cành càng già giá trị nó càng cao. Chứ không phải cái cây kiển mà các bạn nó nuôi lâu sợ xuống giá không có đâu. Cái cây hải châu nó rất là khó trồng chứ không phải dễ trồng đâu. Mà cây khai thác khác, cây công nghiệp nó khác các bạn. Các bạn bẻ tàn đi đi. Đó. Ra trái nữa các bạn thấy. Không. Đó. Mình chơi thì mình không có sợ. Sợ cái này cái kia sợ gì. Đã chấp nhận chơi không có sợ. Sợ mất giá rồi sợ không giá thì kia nọ, không có sợ các bạn, chơi đi, đừng có sợ gì hết ráo á. Đó, các bạn cứ bẻ như tôi vậy đi, các bạn để đi, mất giá tôi chịu cho. Đó, các bạn chơi phơm tàn nó chạy đi,
để càng lâu cái tàn nó càng già càng rút lại, không càng rút càng hình nó càng rút lại, thì chân cành nó càng già thì cây giá trị càng cao. Cái cây ta đi thi các bạn, người ta chấm cái cây cái tàn già chứ không phải chấm cái cây mà cái thân nó đẹp một phần, tàn nó già là một phần đó. Cái này chính thân này để mình đo cái bộ đế nó, cái bộ hoành nó được nhiêu nha các bạn đó. Ở dưới mình lên cho các bạn xem nè, mình phải bẻ vậy mình mới chịu nè, đó dưới lên nè, thấy chưa phân tàn nè, dưới lên quay hết nè, chân cành nó nè, bẻ nó phải cong cong lắc lắc gì mới chịu nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Chân cành phân tàn vậy. Nó là vậy các bạn. Giờ thấy xương nó nãy toàn nè, mình bỏ ra một đống nè, đống tàn nè, trái nó hàng hà nè các bạn, trái nè. Đó. Cái nó hàng hà đây, bỏ cắt bỏ hết rồi đó. Giờ mình sẽ quay mình đo cái bể đế này coi được nhiêu nha các bạn, cái bể đế này bao nhiêu rồi mình kết thúc cái clip. Giờ đi kiếm cô không có các bạn. Đây cái bể đế đây. Để kỹ cho các bạn xem luôn. Đây. Cái bể đế đó ngay này là 74 nè các bạn. Nó thấy không? Đó, 74. Cái bể đế rất là lớn. Đó, nè, 74 nè. Tại anh bỏ hai cái đầu không có tính nha các bạn, hai cái đầu trắng trắng mình không có tính. Đó, 74 nè. Kiếm đầu ra cái bể đế vậy. Cái thân chỗ này đâu mình đo, thân này có được nhiêu. Thân này chỗ này các bạn. Đây. Thân lớn nhất của nó là 14 các bạn. Đây. Cái thân lớn lớn mình đo thử coi được nhiêu. Nói chung là từ nhỏ nhất nè các bạn, để đo nhỏ nhất đó, nhỏ nhất đó bằng ngón tỏ mình đó các bạn. Đó. Và lớn nhất là 14, 12, 14, 10, 13, nói chung là thân nó rải đều ra. Các bạn xem. Rồi, mình sẽ kết thúc clip tại đây các bạn. Rồi, tổng thể xa xa nè các bạn. Đó, tổng thể đây. Rồi, mình kết thúc clip.